Sợ quá. Xem người người trong xe có làm sao không nhỉ? Bên này xe này không đổ khí này. Không có ai ở đây cả. Tức là từ nổ hay là không còn luôn gì? Nghĩa là tôi ra từ trước kia tôi ra đây là không có ai. Tức là hay là có ai luôn đi không? Không biết được. Mình nằm trong đó thì nằm quay là gì? Cẩn thận cháy nha, xăng ấy ra hay sao ấy. Nghe bùm cái cứ tưởng là nổ cái gì nhà. Nhưng mà sao con kia nó chạy bên kia lại lao sang bên này nó nhỉ? Chắc nó mất lái. Chắc tốc độ cao mất lái. Đây chiều nay vừa một con xe con vừa đâm ngay đây, đâm gốc cây ngay đây giờ lại ở đây. Chiều nay sao?